Đầu tiên Ngài sẽ truyền khẩu cho chúng ta câu thân chủ của Đức Phật và Dược Sư. Tại vì bây giờ ai cũng là bệnh hoạn và nhiều cái khổ đau do với những căn bệnh của mình. Thì Ngài sẽ truyền khẩu câu thân chủ Đức Phật Dược Sư đầu tiên. Rồi sau đó sẽ truyền khẩu cho chúng ta câu thân chủ của Quán Thế Âm Ô Mani Bê Mi Hôn và giúp cho mình có cái sự mà quán tưởng phát lộ tình hóa. Mình lặp lại thôi lần Ngài. Thế à thà. Om Bekaze Bekaze Maha Bekaze Bekaze Ganja Samo Gadi Soha Teyata Om Bekaze Bekaze Maha Bekaze Bekaze Ganja Samo Gadi Soha Teyata Om Bekaze Bekaze Maha Bekaze Bekaze Ranza Samo Gadi Soha. Oh, now together recite a little bit.
và Ngài sẽ truyền khẩu cho chúng ta câu thần chú Om Mani Padme Hum. Thì trong đó Ngài nhắc lại là chúng ta quán tưởng là Đức Phật Quán Thế Âm ở trước mặt của mình, và nửa cam lô của Ngài đi vào người của chúng ta, tẩy trừ những cái tội ác do bảo tạo bởi thân khẩu ý của mình, và sẽ chuyển thành chất lỏng màu đen và mình tống cử nó ra khỏi người của mình. Những ai bị bệnh hoạn thì nửa cam lô đó để ngay cái nơi bệnh hoạn của mình, và mình cũng tống cử nó ra để cho bệnh hoạn được tiêu trừ. Thì chúng ta lúc đang trì chú thì chúng ta quán tưởng như vậy thì rất tốt. Om Mani Padme Hum. 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 Yeah, now we'll recite together. Om Mani Padme Hum. 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 Oh, my.
Come on.